Hello, ngoài đường biết xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Hiện tại thì mình đang có mặt ở sân bay Phù Cát. Bây giờ mới là 8:30 thôi. Mình vừa mới uống cà phê xong và một chút nữa thì mình sẽ di chuyển về Hoài Ân của Bình Định để tham dự lễ cưới của hậu vệ Hồ Tấn Tài, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Tôi Bên Lê Bình Định. Một chút nữa có gì hay thì mình sẽ lập tức mang đến cho anh chị em nha. Let's go. Bình thường thì mình sẽ quẹo phải, leo lên xe buýt và đi về Quy Nhơn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mình sẽ đi đến Hoài Ân. Vậy mà mình sẽ đi taxi. Có địa điểm khách sạn trước đó. Khách sạn Huy Hùng ở dốc Chuông Sỏi, Ân Đức, Hoài Ân. Ok, lên đường. Dốc Chuông Sỏi, Ân Đức, Hoài Ân. Khách sạn Huy Hùng. Ừ. Vậy là đã có taxi luôn. Ok rồi, mình sẽ lên chuyến xe này. Từ đây về Hoài Ân xa đúng không? Dạ xa. Nó tầm hơn 60 km. Ừ, đúng rồi nè. Hôm bữa có cái thông tin là tập quân sự cuối cùng lùi lại đúng không? Vẫn bay bình thường á. À, nãy giờ ra thôi. À, nãy giờ ra thôi. Như hôm nay là cũng đang có bánh khả năng bánh này. À. Giờ hạ 97 giờ. À. Là nó kết thúc. Nó mưa rửa nó mới hạ lại. À. Là giờ đang bánh nè. À. Quẹo phải là sẽ về Quy Nhơn. Còn bây giờ mình đi Hoài Ân. Cho nên là mình sẽ quẹo trái. Đường tránh Phù Mỹ hả? Đường tránh thì tránh Phù Mỹ. Ừ. Rồi trên đoạn đường tránh đó mình rỉ lên Hoài Ân luôn. Ừ. Hồi xưa là ra Bồng Sơn lên, nhưng nay có đường tách lên. À, Bồng Sơn là đi thẳng. Dạ đúng rồi. À, Bồng Sơn là trong bài hát của Son 7 trong rap Việt. Nổi tiếng á. Đây là đường tránh huyện Phù Mỹ. Nhìn đã thấy là đi lên hướng núi rồi đó, chập trùng núi non rồi đó. Ờ, chủ yếu có ngã ba chín là để đây tách là ừ. Ồ, xe lửa đang đi qua nữa. Này là xe hàng quá, chở hàng rồi. Nhưng mà cái này có phải tuyến Bắc Nam không? Bắc Nam luôn á. À. Tỉnh địa là một tiếng Bắc Nam cho mấy. Đèo Bằng Lăng. Đèo Bằng Lăng nè. À. Thật là một cảnh tượng quá là đẹp luôn cả nhà. Trời ơi. Lần đầu tiên đi ăn đám cưới đi con đường nhìn rất là đã mắt luôn. Đường lên núi như thế này quá là tuyệt vời. Lượng xe nhiều mà. Ừ. Mát mẻ. Đây vừa có hồ vừa có núi. Tắt là mát thôi, dễ chịu hơn mới là. Ừ. Đúng rồi. Còn như kia thì đây khách sạn Huy Hùng ở ngay dốc Chuông Sỏi, Ân Đức, Hoài Ân. Mình sẽ nghỉ ngơi ở đây ít tiếng trước khi mà ra đám cưới. Mình đang có mặt ở dốc Chuông Sỏi, Ân Đức, Hoài Ân của tỉnh Bình Định. Có thể nói là một không gian ở phía xa kia là đồi núi chập trùng, nên là nhìn mọi thứ rất là mát mẻ, rất là sướng con mắt cả nhà. Ở đây là có một cây xoài. Tại thì mình đang ở trong một khách sạn có thể nói là hiếm hoi ở khu vực Chuông Sỏi này. Và mình sẽ nghỉ ngơi ở đây ít phút trước khi mà một chút nữa đợi các bạn bè của mình đi ngang sang đây. Thì là xe sẽ đón của mình và mình sẽ đến chỗ đám cưới của Hồ Tấn Tài. Hy vọng rằng là sẽ có thêm được nhiều những cái thước phim thú vị. Mình nghe nói là Quang Hải, Thành Trung cũng đã có mặt tại Bình Định từ ngày hôm qua. Và một chút nữa thì họ cũng sẽ đến dự đám cưới người bạn của mình.
Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút và một chút nữa sẽ lên đường. Hello cả nhà, hiện tại là mình đang có mặt ở nhà của hậu vệ Hồ Tấn Tài. Ở đây là chiếc xe cưới của hai vợ chồng. Và ở đây, ngay bên này đây, chính là căn nhà của Hồ Tấn Tài. Tuy nhiên là Hồ Tấn Tài thì sẽ đãi đám cưới ở một sân vận động cách đây cũng khoảng mấy cây số. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đi vô trong nhà Hồ Tấn Tài một chút để xem có gì thú vị hay không, thì mình sẽ mang đến cho anh chị em. Chúc mừng hai họ. Ở trước nhà có một bức tranh cưới của hai vợ chồng rất dễ thương. Và phía trong thì mình thấy có anh Lê Huy Khoa cũng như là anh Nguyễn Thế Anh. Hello anh. Dạ. Wow. Chúc mừng hai họ Tấn Tài Phạm Hiếu. Phía ngoài thì dọn ra một bộ bàn ghế để có thể là tiếp khách. Mình sẽ xin phép là vào quay một chút. Một chút nữa thì mình sẽ di chuyển ra ngoài sân vận động, cho nên là mình cũng tranh thủ là quay một ít khung cảnh nhà của Tấn Tài. Ở đây đã có sẵn mâm tiệc. Đã có sẵn mâm tiệc hết rồi. Sáng ngày hôm nay thì tiệc cũng đã được tổ chức ở đây. Đây là một tấm hình kỷ niệm U19 Việt Nam từ Parang về thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 10 năm 2016. Đây là tấm hình có thể nói là mang tính lịch sử vì U19 đã giành tấm vé dự vòng chung kết U20 thế giới. Kỷ niệm U19 Việt Nam với Tấn Tài thì đây có lẽ là một kỷ niệm rất là đẹp của anh ấy. Tấm hình này là SEA Games rồi. Những trái bóng kỷ niệm có chữ ký của các đồng đội của mình. Hồ Tấn Tài là gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Bình Định năm 2021. Được đặt ở vị trí rất là trang trọng. Ở đây có thể thấy rất là nhiều giải thưởng của Hồ Tấn Tài trong suốt sự nghiệp của bạn ấy. Còn rất trẻ nhưng mà huy chương thì phải nói là bao la. Ồ, chiếc áo số 10 Minamino. Ồ, chiếc áo mà Hồ Tấn Tài mới khoe hôm bữa cũng đã được đặt rất là trang trọng ở đây. Wow. Đây hình như là năm 2020-2019. Đội hình tiêu biểu của V-League năm 2019. Đội hình tiêu biểu Hồ Tấn Tài, câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân huyện Hoài Ân, giấy khen tặng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương luôn. Ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Định. Wow, rất là nhiều. Đây là khu vực nhà riêng của Tấn Tài, phòng riêng rồi. Rồi, cảm ơn em. Ok rồi, mình đã tranh thủ ghé sang nhà của Hồ Tấn Tài một chút. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển qua bên khu vực đám cưới. Con đường đi lên thì rất là dễ nhận ra, có rất là nhiều xe đi lên để dự đám cưới của Hồ Tấn Tài. Và bây giờ thì cô dâu Phạm Hiếu cũng đã chuẩn bị ra xe rồi.
cốp xe này lên coi bỏ vừa không? Anh Hoàng ơi, mở cốp lên. Ở đây là anh chàng Hồ Tấn Tài. Cô chú ngoại cho xe này là xe này là tớ có hết chỗ rồi. Đó không phải xe này. Không phải xe này. Đấy là cái xe khác. Xe này đó. Ôi, anh lên cho tôi. Đấy là xe này lên cho tôi. Rồi. Anh hiểu rồi. Đấy cho tôi lên lên. Anh Thành ơi, xe cái xe đó. Nếu điều khiển, nên còn nốt. Tới điều khiển trong kia đó. Ôi. Ôi chị Nam. Hả? Cấm nhưng này mà đi, không thấy có xe đâu cả. Cấm này đã kêu bác kịp dịch rồi. Ok rồi. Đến để dự đám cưới cũng như là theo dõi đám cưới của Hồ Tấn Tài. Phía đằng xa kia đã có chiếc xe của câu lạc bộ của bên em mình. Thì cho phép Minh Lai cũng như là MC xinh đẹp Tiết Minh thì được trân trọng mời hai bên gia đình cùng với chú rể và cô dâu, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị ra mắt đến tất cả vị đã dành thời gian chiều nay về đây chung vui. Chúc mừng cho chú rể cô dâu được trọn đời hạnh phúc, đắng cay tiết chiều ngọt bùi ta luôn luôn hạnh phúc có đôi. Và chúng tôi xin mời tất cả vị hãy cùng hướng mắt về lễ đài hạnh phúc liên tục trong buổi diễn ngày hôm nay. Cả nhà, như vậy là mình vừa mới
dựng sau đám cưới của Hồ Tấn Tài và thực sự là rất là vui. Cả nhà có thể thấy không khí vô cùng là sôi động, giống như là đi xem một trận đá banh gì đó, cực kỳ là hào hứng và rất là thú vị. Bây giờ thì mình sẽ lên xe và quay trở lại Sài Gòn. Ngày mai mình sẽ tiếp tục quay trở lại với AFC Champions League, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tham dự. Let's go.